Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ làm một cái video về phân tích Bitcoin ha và những cái tin tức rất là thú vị cũng như là liên quan đến Bitcoin. Và đây cũng là một video mình nghĩ là khá là bổ ích với anh em ha. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh ha. Và video ngày hôm nay sẽ có chủ đề là Bitcoin nó vừa xuất hiện cái gap 3.000 đô. Và chiến lược giao dịch với cái gap này như thế nào thì anh em có thể mình sẽ trình bày trong video ha anh em. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua cái tình hình thị trường 24 giờ vừa qua. Thì anh em thấy là 24 giờ vừa qua thì vốn hóa nó tăng trở lại, tăng lên 5,2% trở lại rồi ha. Không ngoài dự đoán của mình thì mình thấy rằng khi mà thị trường nó đang đi vào tình trạng uptrend cũng như là các cái quỹ đầu tư hiện tại đang nắm giữ Bitcoin cũng như là các cái đồng altcoin khác hiện tại đang rất là nhiều, cho nên là vốn hóa kiểu gì nó cũng quay ngược trở lại đổ vào thị trường. Và mình thấy là vốn hóa hiện tại đang là hơn 2.100 tỷ đô, và Bitcoin trong 7 giờ vừa qua trong 7 trong 24 giờ vừa qua thì nó tăng 7,1% hai năm, kéo theo đồng loạt các đồng altcoin tốt khác hồi rất là mạnh, tăng trở lại rất là mạnh, tương tự như cái đồng mà Dogecoin này và cái đồng Chainlink cũng khá là tốt. Đây là những cái đồng altcoin tốt như là VeChain này, VeChain cũng khá là ổn ha. Đồng VeChain này thì mình sẽ phân tích ở trong cái số video altcoin tiếp theo ha anh em. Ok, Solana bay ngược trend luôn này, nó bay ngược bão và nó vượt ATH luôn. Ok, và những cái đồng coin anh em thấy là Neo mình đã có call thì anh em thấy là nó đã bơm vượt 100 đô rồi, hiện tại đang là gần 120 đô rồi ha. Thì tổng quan qua thì em thấy là vốn hóa hiện tại đang đổ vào lại thị trường và các cái đồng altcoin top thì nó đang hồi phục rất là kinh khủng. Và vì sao thì cái giá Bitcoin nó đã giảm mạnh trong ngày hôm qua như vậy, thì theo một số cái thông tin mà mình có đọc được ở trên các trong website tin tức ở trên toàn thế giới thì có hầu hết thì có lý do đề cập đến là cái việc mất điện ở Tân Cương. Thì Tân Cương như anh em biết là đây là một cái địa điểm mà đào đào Bitcoin mà nó lớn nhất tại Trung Quốc luôn. Thì em thấy này, khi mà sự cố mất điện xảy ra thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tình giá Bitcoin ha, tình hình giá Bitcoin. Và cái điều thứ hai đó là cái cáo buộc kho bạc trái phiếu của Mỹ á, cáo buộc rằng là có sự rửa tiền đến từ các công ty tài chính liên quan đến tiền điện tử ha. Ok, và em thấy là cũng có sự biến động liên quan đến cái việc đó là 280 triệu đô giá trị bằng 5.000 cái đồng Bitcoin nó đã được chuyển đi từ cái ví này, ví lạnh này sang cái ví lạnh này ha. Và em thấy là đây thì có thể là một cái giao dịch OTC, là giao dịch trung gian, không qua sàn giao dịch ha. Giao dịch OTC nó thì người mua sẽ tìm đến người bán luôn, cho nên em thấy là nó đã di chuyển từ cái ví 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 này đến đến cái ví, hai cái ví này là hai ví cá nhân anh em, có thể là ví này là ví lạnh của tổ chức có thể. Và em thấy là 280 triệu đô này nó bị di chuyển từ ví này sang ví khác, khiến cho giá Bitcoin nó có thể là nó bị chịu ảnh hưởng đó ha. Bởi vì là các trader họ cũng nhìn theo cái hành động của những cái ví này và nó sẽ diễn ra hành động giá ở trên biểu đồ ha. Và vì sao mình nghĩ rằng là Bitcoin trong thời gian sắp tới nó vẫn có thể là nó sẽ chạm 100.000 đô từ đây cho đến cuối năm ha. Bởi vì là hiện tại thì những cái quỹ hiện tại họ đã và đang hold rất là nhiều Bitcoin. Anh em thấy là quỹ Grayscale thì họ đang hold đến tận là 36,8 tỷ đô Bitcoin này. Và các đồng altcoin á, thì họ đã 30 ngày qua thì họ vẫn tiếp tục mua vào rất là nhiều. Tổng tổng thì họ hold đến tận là 45 tỷ, hơn 45 tỷ đô bằng các cái đồng altcoin và Bitcoin ha. Và hầu hết thì Bitcoin nó sẽ chiếm ưu thế tối đa ha anh em. Và cái điều thứ hai đó là cái từ khóa Bitcoin ở trên Google Trend. Thì em thấy là trên toàn thế giới trong một năm vừa qua thì Bitcoin nó đã quay trở lại cái đà tăng rồi. Từ ngày 11 cho đến ngày 17 tháng 4, cái mức độ tìm kiếm cái từ khóa Bitcoin trên toàn thế giới thì em thấy nó đã tăng lên cái mức là 60 rồi ha, 60% rồi. Và đây cũng được coi là một cái sự hồi phục đối với cái từ việc search từ khóa Bitcoin trên Google Trend. Và cái thứ hai đó là vì sao mà video gần đây thì mình có nói là altcoin nó đã đến mùa altcoin season. Bởi vì một cái yếu tố khác đó là từ việc tìm kiếm cái từ khóa altcoin ở trên Google Trend trên toàn thế giới trong một năm vừa qua nó đã chạm cái mức là 100 rồi anh em.
nó đã chạm cái mức đỉnh điểm rồi, thì đây là cái tín hiệu cho thấy rằng là tất cả mọi người trên toàn thế giới, tất cả các nhà đầu tư thì họ đã và đang quan tâm đến cái đồng Bitcoin cũng như là altcoin hiện tại đang khá là nhiều, và dòng tiền đang được đổ vào mua các đồng altcoin khá là nhiều ha. Và altcoin được biết đến trên toàn thế giới đang rất là rộng rãi. Và hiện tại thì cũng có những tin tức khá là bổ ích, như là việc khảo sát của cái ngân hàng Mỹ về các cái nhà quản lý quỹ ở các ngân hàng ở nước Mỹ. Anh em thấy là nó hỏi rằng á, là một cái thống kê có cho thấy rằng là họ hỏi là Bitcoin có phải là một bong bóng hay là không, thì có đến 74% các nhà quản lý quỹ cho rằng là đây hiện tại Bitcoin đang là một cái bong bóng anh em, và có đến 16% người người quản lý quỹ họ nói rằng là Bitcoin không phải là bong bóng và nó sẽ phát triển tốt trong năm 2020 này, và không trong hai xin lỗi anh em, không đến 2021 mà. Và có 10% nói rằng là họ không biết. Và hiện tại thì nên thấy là theo các những nhà quản lý quỹ hiện tại họ đang cho rằng Bitcoin đang là một bong bóng mà. Và đem suy nghĩ như thế nào thì nên có thể comment phía bên dưới video này để mình biết thêm được những ý kiến trái chiều của anh em, hoặc là những ý kiến nào cùng chiều của anh em ha. Ok, và chúng ta sẽ quay lại cái tình hình, đó là cái việc Bitcoin nó xuất hiện cái gap CME 3.000 đô ha anh em. Thì em thấy là cái việc mà Bitcoin nó giảm trong vừa rồi, nó có thể là nó đây là một cái nhịp gọi là nhịp fill gap ha, fill gap CME từ cái ngày 29 tháng 3. Đây là một cái gap CME tồn tại từ ở mức giá này, ở mức giá 54.400, và cái giá trên sàn Chicago á, đây là một cái sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, thì em thấy là nó đã giảm về, nhưng mà nó chưa có fill cái gap ở 54.400 này, nhưng mà cái giá của Bitcoin thì nó đã quay trở về, nó fill rồi ở trên sàn, các sàn spot đó thì nó đã quay về đến tận là 51.300 luôn. Đây là một cái trường hợp là trường hợp fill gap CME, mình nghĩ là cú cú đâm vừa rồi là một cái trường hợp fill gap thôi ha, nhưng mà trên sàn CME thì nó chưa có fill, và em thấy hiện tại nó đã xuất hiện cái gap mới. Đây, cái gap mới của chúng ta là nó xuất hiện ở vùng giá là tầm 57.300 đô cho đến 60.100 đô ha. Và cái chiến lược của chúng ta hiện tại sẽ là gì? Hiện tại chúng ta thì khả năng cao mình thấy rằng các cái gap nó sẽ được fill ha anh em, đến 90% là các cái gap trong quá khứ nó được fill dần dần ha anh em. Anh em thấy là khi mà nó xuất hiện cái gap ở đây nè, nó có chiều hướng là nó mở nến xong, mở phiên xong, xong nó giảm tiếp, và nó quay về, nó retest và nó fill cái gap này luôn. Đây là cái việc fill gap này. Nhưng mà hiện tại có một cái gap ở đây nữa chúng ta chưa được fill, đó là vùng 54.000 ở trên cái sàn CME. Nhưng mà sàn spot ở trên Binance và Coinbase thì hiện tại nó đã fill rồi ha anh em. Ok, tại chúng ta có một cái gap khoảng gần 3.000 đô ở vùng 60.000 đô ha, cho nên sẽ sắp tới mình nghĩ là nó sẽ tăng lên, nó fill cái gap này cũng như là nó sẽ fill cái gap này luôn. Ở đây cũng có một cái gap ở đây nữa. Ok, ở trên cung tuần thì vừa rồi 7 giờ sáng ngày hôm nay thì nó đã đóng nến cái nến tuần bằng một cái nến Doji ha anh em, là cái nến chứng tỏ sự mua và bán nó đang cân bằng, thể hiện qua cái bóng nến trên và bóng nến dưới, nhưng mà nó đóng nến một cái nến giảm chứng tỏ là phe bán hiện tại đang chiếm ưu thế này. Và sau cái nến cái nến Insta 3 này, cái nến tích lũy này ha, cái nến mẹ này và bọc bốn cái nến Insta 3 phía trong, mà cái nến tuần vừa rồi nó đập phá nến, nó phá lên trên nhưng mà có sự phá vỡ giá ở đây, và cái lực mua hiện tại đang rất là cạn kiệt, bởi vì là nó ở trên RSI ấy, thì nó thực hiện lên cái đỉnh sau, nó thấm đỉnh trước, và cái MACD histogram ấy, thì cái lực mua đã và đang giảm bớt rồi ha anh em, và nó đang cho thấy rằng ấy, là trường hợp là phân kỳ đỉnh là phân kỳ âm mang chiều hướng giảm giá đối với giá Bitcoin trên hôm tuần ha, và nó đang nằm ở trong cái vùng nữa, vùng quá mua nữa, cho nên khả năng sắp tới thì mình thấy rằng là Bitcoin nó khó có thể là nó sẽ tăng mạnh được, nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh sắp tới ha. Ok, và Bitcoin trên hôm ngày thì cái trend vẫn là trend tăng, trend vẫn là trend tăng, cho nên chúng ta vẫn cứ theo cái trend thôi, đó là anh em thấy là nó có các cái đáy sau, nó cao đáy trước và đỉnh sau nó cao đỉnh trước, cho nên là anh em thấy có thể chúng ta vẫn chờ mua Bitcoin ha, ở hai cái vùng mua tốt đó là vùng 51.300 và vùng 43.800. Nếu mà vùng 43.800 này nó bị phá vỡ luôn, nó break down luôn, thì chúng ta sẽ out hết tất cả các đồng altcoin đi ha, bởi vì nó đã chuyển sang cái giai đoạn là giai đoạn downtrend rồi. Ok, và cái chiến lược giao dịch đối với các đồng các cái gap CME chúng ta sẽ giao dịch như thế nào,
Thì ở đây có thể lên cái trang web coin98.net và search từ khóa là Gap CME, sẽ có một bài viết về chiến lược kiếm tiền với Bitcoin CME ha. Thì anh em có thể vào đây để đọc ha. Và ngoài ra thì team mình ở trên fanpage của Merchant ATM á, cũng có một cái fanpage về Merchant ATM và có chia sẻ cho anh em cái cuốn ebook về phân tích kỹ thuật. Anh em có thể lên đây để làm theo và nhận cái cuốn ebook này ha. Anh em có hai bước, đó là anh em like cái fanpage này và comment phía bên dưới này, comment cái bài này ha, với cái từ khóa là cái hashtag là ebook và tag hai người bạn, anh em sẽ nhận được cái ebook này ha. Thì tiếp tục chúng ta sẽ nói tiếp về cái tình hình Bitcoin. Thì em thấy là Bitcoin chúng ta vẫn chờ mua theo trend là ở hai cái vùng này 51.3 và 43.8. Còn đến không 4 giờ thì mình thấy rằng là đã có sự hồi phục rất là mạnh, bởi vì là nó hình thành nên cái phân kỳ đáy ở trên không 4 giờ là không khá là nhỏ, chúng phù hợp với các anh em trade trung hạn ha, trung và ngắn hạn. Thì em thấy là hiện tại cái RSI thì nó cái tạo đáy nó thấp hơn, nhưng mà và histogram thì nó tạo đáy thấp hơn, nhưng mà cái giá của Bitcoin thì nó tạo đáy nó cao hơn, cho nên là chúng ta thấy là hiện tại đang là một cú hồ lên, có thể là nó sẽ chạy cái phân kỳ đáy này là phân kỳ tăng giá khiến cho giá Bitcoin nó tăng. Và khi nào nó sẽ tăng hoàn toàn thì mình nghĩ là nó sẽ tăng hoàn toàn khi mà nó xoay quay một thời gian nữa và nó sẽ phá vỡ khỏi cái đường trend lai giảm này thì nó mới tăng hoàn toàn được ha, và quay trở lại trên tăng. Trên không 4 giờ thì nó vẫn đang ở trong một cái trend giảm rồi, nó phá trên tăng rồi ha, phá cái đáy này là nó phá trên tăng rồi. Ok, và các cái kèo thì mình trade margin coin, on coin và Bitcoin thì mình có thể share cho anh em ở trong channel Telegram team mình. Anh em có thể tham gia bằng cách là ấn vào đường link mình để dưới phần mô tả mỗi video này. Nó sẽ có một cái đường link Telegram group. Anh em bấm vào thì nó sẽ đưa anh em vào group Telegram team mình ha. Thì trên đây là có gần 13.500 thành viên rồi. Anh em có thể lên đây để trao đổi kinh nghiệm trade coin, hold coin cũng như là các kinh nghiệm của anh em. Ok. Và cái video này của mình đến kết thúc, và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh ha. Và bật cái chuông lên ha anh em. Anh em có thể nhận cái video mới nhất của mình từ cái chuông đó bên cạnh cái nút subscribe ha. Và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở số video tiếp theo.